Bộ Quốc phòng Mexico cho biết đã có ít nhất 6 người di cư thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi hai binh sĩ thuộc cơ quan này trên đường tuần tra nổ súng vào một nhóm người trên xe tải đang đi với tốc độ cao ở khu vực biên giới phía nam Mexico. Giới chức của nước này cho biết nhóm người di cư này đến từ Ai Cập, Nepal, Cuba, Ấn Độ, Pakistan, nhưng không nêu rõ danh tính và quốc tịch của những người đã thiệt mạng. Sự việc xảy ra trên xa lộ tại Chiapas, miền Nam Mexico, giáp biên giới với Guatemala. Theo Bộ Quốc phòng Mexico, khi đang tuần tra, nhóm binh sĩ phát hiện một xe bán tải và hai xe tải, giống loại tội phạm thường sử dụng, chạy với tốc độ cao trên xa lộ và dường như đang cố chạy trốn lực lượng tuần tra. Vụ đổ súng khiến 4 người di cư chết tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện, 10 người bị thương đang được điều trị, 17 người di cư không bị thương đã được bàn giao cho cơ quan di trú. Hai binh sĩ nổ súng đã bị đình chỉ công tác. Công tố viên liên bang và tòa án binh Mexico đang điều tra sự việc. Bộ Quốc phòng Mexico hiện đang phối hợp với Bộ Ngoại giao nước này để liên hệ thông báo làm việc với đại sứ quán các nước có công dân liên quan đến vụ việc trên.